Xin chào các bạn, hôm nay Johan Shop xin giới thiệu đến các bạn 3 mẫu khóa bảo hiểm thông dụng nhất. Thì mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng của từng loại khóa, chi tiết của từng loại. Thì đây là mẫu khóa thông thường mà những mẫu nón Việt Nam hay sử dụng. Đây, khi mẫu này khi chúng ta muốn mở thì chỉ cần bóp mạnh vào đây thì sẽ lấy ra thôi. Đó, thì gắn vô thì các bạn chỉ cần gắn theo chiều ngược lại. Xong, đây là mẫu khóa của Việt Nam hay sử dụng. Và mẫu khóa thông dụng nhất là mẫu khóa này. Mẫu khóa này kêu bằng là khóa lẫy nha các bạn. Bởi vì khi chúng ta chỉ cần kéo lên thì sẽ lấy được ra. Kéo cái dây đỏ nè. Mẫu khóa này rất tiện dụng và thao tác đóng mở rất là nhanh, tháo gỡ rất là nhanh. Hầu như các dòng nón Thái Lan đều sử dụng khóa này. Và những dòng nón full face thông dụng cũng được sử dụng khóa này. Thì cái khóa này được đánh giá là độ an toàn cũng rất là cao. Nhưng trên thị trường sẽ còn có một loại khóa an toàn hơn nữa. Đó là khóa Double D-Ring. Đây là khóa này. Khóa này thì được sử dụng trên những dòng nón cao cấp. Và bắt buộc phải sử dụng loại khóa này. Khóa này Double D-Ring là các bạn chú ý khóa có hai chữ D. Và một cái dây. Thì cái khóa này đối với những bạn mà chưa có sử dụng thì nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng quen một vài lần rồi thì thấy nó rất là tiện dụng và an toàn hơn hết. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn cái cách mà sử dụng khóa DD này. Thì các bạn thấy ở đây có hai cái khóa sắt. Chúng ta dùng cái dây này để lòn thông qua hai cái khóa sắt đó. Và lòn lại ở giữa hai cái khóa đó. Các bạn thấy không? Banh hai cái khóa đó ra, mình lòn lại giữa cái khóa đó. Và chúng ta điều chỉnh ở cái mức mà nó phù hợp nhất. Đó. Các bạn thấy không? Lấy ra không có được, cứng rất là cứng và chắc. Và chúng ta dán cái nút lên đây. Đây có cái nút. Đó, vậy là xong. Thì khi chúng ta muốn lấy ra thì làm thế nào? Thì chỉ cần bật nút này ra. Đây, có cái dây màu đỏ, các bạn chú ý dây màu đỏ dùng để kéo cái dây ra nhanh. Đó, kéo nhanh, bật cái nút này ra là xong. Thì nó hơi phức tạp một tí xíu đó với những bạn sử dụng lần đầu. Nhưng mà nó đổi lại thì nó sẽ rất an toàn. Bởi vì cái khóa nhựa thì có những cái trường hợp mà té mà nặng quá thì nó sẽ gãy luôn cái lò xo này, sẽ bung cái khóa ra và nó văng cái nón ra. Thì cái khóa này nó sẽ tránh được cái tình trạng đó. Dù té nặng cả nào thì nó cũng không có thể gãy được cái khóa này. Mình xin làm lại lần nữa các bạn coi. Xỏ qua hai cái khóa DD này. Xỏ qua và thọt lại một chính giữa hai cái khóa đó. Đó. Và dán lại đây. Rồi là xong. Khi lấy ra chỉ cần mở nút này ra và kéo nút này ra. Bật cái này ra. Rồi là xong. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.